có những thứ rất gần gũi nhưng chúng ta lại không quan tâm về nó. Đôi khi vô tâm để mọi thứ đi quá xa, rồi mới ngoảnh lại và nhận ra thì không kịp nữa rồi. Ấy, đừng nghĩ xa xôi. Cái thứ gần gũi mà mình muốn chia sẻ với các bạn hôm nay chỉ đơn giản là quả tim, những giọt máu và hệ thống ống dẫn máu trong cơ thể. Có thể các bạn không biết rằng những giọt máu mà admin nhắc tới nó không hề ít một chút nào. Trong những người trưởng thành có chứa tới 5-6 lít máu. Cứ tưởng tượng nếu bạn bơm vào chai Coca 1,5 lít thì phải được tận 4 chai. Và nếu cân lên thì lượng máu này sẽ chiếm khoảng 8% tổng khối lượng của cơ thể. Vậy nếu bạn nào muốn giảm cân mà không muốn giảm mỡ hay giảm thịt, vậy thử giảm máu xem sao. Đùa vậy thôi, hãy cùng khám phá tiếp nhé. Ai cũng biết rằng máu chảy trong khắp cơ thể được dẫn bởi hệ thống đường ống khá cồng kềnh. Nhưng có lẽ các bạn không ngờ rằng nếu nối hệ thống ống dẫn này lại với nhau thì nó sẽ dài tới hơn 100.000 km. Tức là nếu bạn muốn buộc quả đất này lại mà không có dây thì hãy thử kéo hệ thống mao mạch ra và nối lại thành một sợi dây, thì sợi dây này sẽ đủ để quấn tới 2 vòng trái đất mà vẫn còn dư. Mặc dù số liệu này do khoa học công bố nhưng thực ra mình cảm thấy không đáng tin lắm, vì chẳng ai có thể nối lại được để đo cả. Họ chỉ ước chừng, mà ước chừng thì có thể sai số rất nhiều, nên chúng ta cứ tạm biết vậy thôi, chờ sau này có công nghệ nào đo đạc thì mới dám chắc. Mặc dù có tổng độ dài khủng khiếp như vậy, nhưng nhờ có cấu tạo đặc biệt kết hợp với sức bơm mạnh mẽ từ trái tim, tất cả mọi ngõ ngách trong cơ thể sẽ được bơm máu chỉ trong 20 giây, thật sự là một điều kỳ diệu. Lại nói về trái tim, nó giống như một cỗ máy không bao giờ được nghỉ ngơi, cứ thế hoạt động từ lúc con người còn trong bụng mẹ cho đến khi họ về với tổ tiên. Cứ khoảng 1 giây một lần, tức là 60 đến 80 lần một phút, trái tim âm thầm bơm máu nuôi sống chúng ta suốt cả cuộc đời. Vậy mà nỡ lòng nào lại có những người làm tổn thương nó, khiến nó đau đớn và vỡ vụn. Quay lại với hệ thống mạch máu, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu và vinh danh những chức năng vô cùng quan trọng của nó. Cái đầu tiên mà ai cũng biết, đó là máu như hệ thống ship hàng mà các bạn thường gặp. Nó sẽ giúp cơ thể ship oxy từ phổi đi khắp nơi, sau đó thì nhận lại chất thải CO2 và mang trở về phổi để giải phóng ra ngoài. Nói chung là không có gì đặc biệt lắm. Tiếp theo, ông shipper này tiếp tục mang các loại chất thải của cơ thể đến thận, một cơ quan khác cũng có chức năng lọc máu, loại bỏ chất thải của cơ thể. Và hơi khác với cách đào thải của phổi là hơi thở, thì đào thải của thận là nước tiểu và đào thải qua một cơ quan đặc biệt mà chúng ta rất thích ở người khác giới. Tiếp nữa, máu cũng hỗ trợ đắc lực cho cơ thể trong việc chiến đấu chống lại các loại virus và vi khuẩn gây hại. Đồng thời, nó cũng giúp cân bằng nhiệt độ trong cơ thể. Các bạn thử đoán xem, làm sao máu lại có thể cân bằng nhiệt độ trong cơ thể? Đó là khi bạn làm việc nặng nhọc, vất vả, thì một số bộ phận trong cơ thể của bạn sẽ bị nóng lên. Mà khi nóng lên, thì các mạch máu sẽ giãn nở. Mạch máu giãn nở thì sẽ cho phép nhiều máu chảy qua hơn. Máu lại mang nhiệt độ trung bình của cơ thể. Khi chảy qua các khu vực có nhiệt độ cao, nó sẽ làm nhiệt độ của khu vực này giảm xuống. Nếu để ý, khi làm việc nặng nhọc thì cơ thể sẽ bị đỏ mặt. Đó là khi lượng máu chảy nhiều trên khuôn mặt của bạn. Tiếp theo, hãy cùng khám phá bên trong những giọt máu nhé. Máu của chúng ta được cấu tạo bởi 4 bộ phận, gồm có: một là huyết tương. Huyết tương có 3 chức năng. Thứ nhất là vận chuyển protein để nuôi cơ thể. Thứ hai là giúp tạo ra sự đông đặc, ngăn chặn máu chảy ra ngoài khi chúng ta bị thương, tương tự như đập ngăn sông vậy. Cuối cùng, huyết tương chứa những kháng thể kết hợp cùng với bạch cầu, chúng cùng nhau tiêu diệt virus. Hai là bạch cầu. Giống như những binh lính, bạch cầu có chức năng tiêu diệt virus và vi khuẩn xâm lược cơ thể. Vậy nên những người ít bạch cầu thường dễ bị ốm do virus tấn công. Ba là hồng cầu. Trong khi bạch cầu là những anh lính, thì hồng cầu lại như những anh công nhân chăm chỉ cần cù. Những anh chàng này giúp vận chuyển oxy đến mọi ngóc ngách trong cơ thể. Và máu có màu đỏ cũng bởi vì có những anh chàng hồng cầu này. Và cuối cùng là người em út, tiểu cầu. Tiểu cầu có chức năng như huyết tương, đó là giúp đông máu. Nếu cơ thể bị thương, tiểu cầu cùng với huyết tương tiếp xúc với không khí sẽ tạo ra một loại chất hóa học. Loại chất này sẽ tạo ra chuỗi protein siêu dài như các sợi dây. Các sợi dây này sẽ buộc hồng cầu lại với nhau, tạo ra một màng bảo vệ ngăn không cho máu chảy ra ngoài nữa. Và về sau, nó sẽ đóng thành các vảy như bạn thấy khi vết thương khô dần. Điều đặc biệt là máu hoàn toàn có thể lấy của người này để bơm vào người khác. Nếu bạn khỏe mạnh thì nên đi hiến máu định kỳ, vừa giúp cơ thể sản xuất máu mới, vừa có máu để cứu chữa những người bệnh lúc khó khăn. Ngân hàng máu của nước ta gần như lúc nào cũng thiếu, vậy nên các bạn hãy cố gắng đi hiến máu nha.
Như vậy, chúng ta vừa tìm hiểu những điều thú vị nhất về hệ mạch máu. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.